Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 12 2019, đến với VATV sáng nay gồm có phỏng vấn đặc biệt kỹ sư Đỗ Như Điện để tìm hiểu về một di sản lớn của nền đệ nhất Cộng hòa qua tác phẩm Chính đề Việt Nam. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 8 do Phạm Bá Hân thực hiện. Dạ. Thưa anh, vừa xong anh nói đến cái Nhật Tây phương hóa đó, chứ biết bây giờ mình nhìn họ vẫn giữ cái bản sắc riêng của dân tộc Nhật chứ. Đó, đó thì dạ. tôi thí dụ một cái thí dụ ở trong sách, ông ấy có đề cập tới cái sức mạnh của tàu trong cái thời gọi là thành Cát Tư Hãn. Anh nhớ có một cái chi tiết mà ít người để ý, ở trong sách ông có đề cập tới là cái yên ngựa. Một cái mà ít người để ý, hồi xưa đó thì kỵ mã là phóng lên lưng ngựa ngồi, tay cầm giáo cầm gươm để đấu. Thế nhưng mà nó khó quá, đứng không được. Nhưng mà cái người hay là nó sáng kiến ra cái chân, hai bên cái yên ngựa nó có cái chỗ sỏ chân, và nhờ cái số trò chân ấy, cái người kỳ má đó họ đứng lên được, họ đứng vững được, và họ đánh thì bên kia thắng. Nhờ cái đó mà thành Cát Tư Hãn cũng như Mông Cổ nó trở nên mạnh, đi đâu là nó thắng. Đấy, một cái sáng kiến nhỏ nhưng mà nó thay đổi cả cái cục diện. Thế thì bây giờ đó mình phải thấy rằng khi nói đến Tây phương hóa thì cái vấn đề kỹ nghệ và vấn đề sáng kiến đó, nó là một cái gì phải liên tục. Có lẽ trong phần kết luận mình sẽ nói tới nhiều hơn cái phần này. Nó phải liên tục, không ngừng lại, không dừng lại. Và cái trí tuệ con người đó, nó cũng liên tục được phát triển như vậy. Thì đối với Việt Nam mình thì bây giờ thì mình thấy quá rõ là Việt Nam rất là giỏi, rất là bắt chước nhanh, rất là có nhiều, nhưng mà mình không đi vào được cái con đường chính. Thành ra Việt Nam mình bây giờ vẫn tụt hậu là vậy, vẫn Không, nhưng mà như vừa xong ấy nói là Tây phương hóa triệt để, tôi thấy ví dụ như bây giờ, tức là sau khi là Việt Nam mất chẳng hạn, cái thời kỳ như người ở Đại Hàn, Nam Hàn đây, thầy thấy nhớ họ cũng sau này thôi, sau khi miền Nam mất thì rồi họ rất là triệt để, ví dụ như lấy những sách giáo khoa của Nhật dịch sang tiếng tiếng Hàn cho ta học, các kỹ thuật của đó họ đã có sẵn rồi, rồi gửi người đi, mỗi cái phái đoàn họ gửi tất cả mọi cái lĩnh vực đều có hết cả mấy ngàn người để đi học, từ những cái nhỏ nhặt tới cái lớn, từ đóng phim quay phim hay là đến những cái vấn đề kỹ thuật khác, họ đều có gửi người đi, họ học tất cả những kỹ thuật. Nhưng mà về cái điểm là thấy không, họ như trong này họ biết khống chế cái kỹ thuật đấy để họ sáng tạo ra một cái khác. Dạ đúng rồi. Ví dụ như thấy nhiều cái dễ lắm, ví dụ như cái kem đánh răng chẳng hạn. Như bây giờ anh đánh cái kem đánh răng của họ thấy khác hẳn. Cái kem đánh răng như mà vợ tôi xài đây, ví dụ như cái răng lúc bị ngứa bị ấy gì á, đánh cái đó nó hết rồi. Thế. Vâng, thì bây giờ mình thấy, tôi lấy một cái thí dụ mà anh nhắc tới đó, thí dụ như những cái sản phẩm về y học bây giờ. Nhật bây giờ nó tiến bộ. Tiến bộ. Trong khi nếu mà với cái tình trạng này đó mà Âu Châu vẫn ngủ yên trong cái thành công của mình đó, thì một thời gian nữa Âu Châu bây giờ đang đi xuống rồi. Đang đi xuống rồi. Cái vụ Huawei là một trong những cái rất là cụ thể. Đấy, cái vụ mà Viễn Thông đấy. Thì thấy rõ ràng là nếu mà Âu Châu không sớm thức tỉnh thì cũng sẽ thụt hậu. Do đó tôi xin lỗi quý vị, cái nó đi hơi lan man chút, nhưng mà nước Mỹ là cái nước đi đầu. Thì nhân chuyện này, nói tới cái này, tôi cũng xin nói tới những cái đề ông ấy đề cập trong cuốn sách này, là vì ở tàu và ảnh hưởng tới Việt Nam, thì khi mà cái xã hội ổn định dưới một cái triều đại thì người ta ngủ yên tại đó, trên cái chiến thắng và cái sự bình an tại đó. Nhưng mà cái nước Âu Châu, những cái nước Âu Châu đặc biệt là Anh hay là Mỹ đó, thì nó không như vậy.
thì nó lại dựa vào những cái thể chế chính trị. Yeah. Đó. Chẳng hạn như trong sách, ông có đề cập tới một người lãnh đạo của nước Anh. Khi lên làm chức lãnh đạo thì đằng sau đó họ có cái kinh nghiệm của 400 năm lịch sử. Yeah. Tất cả những cái di sản lịch sử nó có sẵn ở đó rồi. Yeah. Và cái hoàng gia đó, nó là giữ cái thể thống, một cái sợi chỉ xuyên suốt để giữ những cái kinh nghiệm của đất nước ấy, và nó cứ đi vậy, nó đi xuống để cho cái nước Anh nó vẫn phát triển. Mỹ cũng vậy, từ những cái nhà lập quốc cho tới bây giờ thì tất cả những cái gì nó đều có văn khố và nó đều tồn tại, và mặc dầu cái thể chế nó thay đổi con người nhưng mà cái đường hướng và cái khích lệ để phát triển nó không ngừng. Nó không ngừng chút nào cả. Đấy, thì có lẽ sau mình có thể phần thêm. Trong khi ấy đó, các cái nước như Trung Cộng thì trước đây là từ mấy đời, từ Đường cho tới Minh cho tới Mãn Thanh đó, thì anh thấy cả những cái triều đại như vậy là họ ngồi trên cái thành công, cái yên ổn của xã hội, và họ dừng tại đó. Do đó đến khi thế giới thay đổi đó, thì họ không theo kịp. Không theo kịp. Vì vậy mà nước Anh, các nước mới sâu xé nước Tàu. Yeah. Và cho đến bây giờ, cái mặc cảm của người Trung Hoa đó là họ bị các nước Tây Phương sâu xé đàn áp. Do đó bây giờ họ, Tập Cận Bình đưa ra cái sự kích thích về dân tộc chủ nghĩa. Yeah. Do đó người ta ùa theo là như vậy. Có lẽ chúc là mình cũng lên bàn về cái là một con đường đó. Vâng. một vành đai, một con đường đó. Vành đai và con đường. Vâng. Thì cái đó nếu đem vào áp dụng Việt Nam trong cái điều mà anh nói đó, thì trong cái phần cuối, trong cái phần mà những cái viễn kiến mà tác giả đưa ra đó, thì ông ấy đã thấy trước. Yeah. Đặt trước là nếu mình đi vào những cái vết xe đó thì Việt Nam mình không thể tiến lên được. Yeah. Và muốn thay đổi thì phải thấy rõ vấn đề trước mắt là cái gì. Wow. Đó. Đó. Vì vậy đặt nặng vấn đề xây dựng lãnh đạo, đặt nặng những cái vấn đề Tây phương hóa, mà muốn Tây phương hóa thì phải biết cái nào, chọn cái sử dụng cái nào, không sử dụng cái nào, và khi đã đưa vào Việt Nam thì phải làm cho nó thích hợp và nó áp dụng được cho cái hoàn cảnh Việt Nam. Singapore là một trong những quốc gia mà mình thấy người ta thành công. Nam Hàn. Nhật Bản, Đài Loan là những nước họ thành công. Rõ ràng là bây giờ họ ngang ngửa, họ rất là tiến bộ, trong khi Việt Nam mình vẫn thụt lùi. Thì đó là cái giai đoạn sau. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Top medical massage chair. And I'm expecting a massage chair in the mail. Nói ra Samsung ai cũng biết của Hàn Quốc, nói về Sony, nói về Thầu Dâu Đà ai cũng biết là của Nhật. Tuy nhiên, nói đến công ty nào để người ta biết là người Việt Nam, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta chưa có. Đó là cái mơ ước của anh em chúng tôi, cái hoài bão của anh em chúng tôi. Người Việt Nam chúng ta không hề kém thông minh hơn bất kỳ một cái dân tộc nào trên thế giới này. Tôi cam đoan với quý vị một điều đó. Nhưng tại sao chúng ta chưa có làm được? Chúng tôi xin nhờ quý vị trả lời giúp cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ làm được điều này. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com.
văn phòng luật sư Frederick J. Day. Văn phòng chúng tôi đã đem đến sự đoàn tụ cho nhiều gia đình và du lịch từ Việt Nam sang thăm thân nhân, bảo lãnh cha mẹ, anh em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, con ngoại hôn, xin visa re-entry permit, lập công hàm độc thân, bênh vực khi bị trục xuất, kháng cáo vì hồ sơ bị bác tại Việt Nam, điều chỉnh tình trạng cư trú, lập thẻ xanh, green card. Sẵn sàng phục vụ đồng hương tại địa chỉ 5641 Columbia Pike, Fortress, Virginia 22041, số điện thoại 703-845-1999 hoặc 703-845-8723. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại. Nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và bánh họp mặt gia đình. Nhân dịp mùa lễ, Kim Phụng Bakery có nhận đặt bánh kem mừng Giáng sinh, Bush de Noel, được sản xuất tại chỗ và trang trí đẹp mắt. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại số 703-534-4525, 703-534-4525.